Xin chào quý vị và các bạn. Nắng và nóng vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cái nắng tháng 7 lại đi kèm với nguy cơ về những trận dông. Và để biết thêm thông tin cụ thể, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Tại Bắc Bộ, thời điểm 6 giờ sáng trời tương đối mát mẻ, hơi ẩm từ những luồng gió đông nam mang lại vẫn đủ sức kìm giữ nhiệt độ chưa tăng cao. Mức nhiệt thấp nhất vào thời điểm này là từ 24 đến 26 độ tại vùng núi và dao động từ 27 đến 29 độ tại vùng đồng bằng. Đây cũng là thời điểm nhiệt độ dễ chịu nhất trong ngày, thích hợp cho việc thể dục, tắm nắng, tăng cường sức khỏe. Khoảng sau 8 giờ sáng thì nắng bắt đầu trở nên chói chang hơn và từ 11 giờ trưa trở đi, nhiệt độ tăng cao thấy rõ. Nắng nóng vẫn xảy ra nhiều nơi tại các tỉnh phía Nam Hòa Bình, các tỉnh Trung Du và đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi 38 độ, các nơi khác thì nhiệt độ thấp hơn từ 1 đến 2 độ. Ngày nắng nóng là thế, nhưng đến chiều tối và đêm, mưa dông vẫn xuất hiện ở vài nơi, chủ yếu là tại các tỉnh vùng núi, khiến cho nền nhiệt độ tại đây thì sẽ mát mẻ khi mà đêm về. Sang đến ngày thứ tư và thứ năm, khi các quá trình hội tụ hoạt động mạnh mẽ hơn thì không chỉ có các tỉnh vùng núi mà vùng Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng thì sẽ xuất hiện nhiều hơn những cơn mưa rào và dông trong khoảng chiều tối đến đêm. Nắng nóng vì thế mà sẽ suy giảm, nhưng trong cơn dông thì người dân cần hết sức đề phòng với các hiện tượng như là tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Tại miền Trung hôm nay thì nắng nóng tiếp tục duy trì diện rộng, nắng nóng và khá gay gắt trong thời điểm từ 10 giờ đến 17 giờ chiều, với nhiệt độ cao nhất trong lều khí tượng đo được các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên là 35 đến 38 độ. Vùng núi thuộc Bắc Trung Bộ thì còn lên đến trên 39 độ. Ngày nắng nóng, còn về chiều tối thì mưa dông nhiệt có khả năng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi thuộc Trung Trung Bộ như là Thừa Thiên Huế hay là Quảng Ngãi. Tuy nhiên, với bề mặt đệm nóng sẵn, những cơn mưa dông trong giai đoạn này thường tiềm ẩn với những hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Do vậy, người dân cũng nên hết sức đề cao cảnh giác. Nằm xa về phía Nam lại được điều hòa bởi khối không khí từ biển thổi vào, nên các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn đôi chút so với các tỉnh phía Bắc. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến không vượt quá ngưỡng nhiệt là 35 độ. Ở giữa mùa mưa nên thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì tiếp tục trạng thái quen thuộc. Ban ngày thì vẫn có cảm giác nóng trong khoảng một vài tiếng giữa trưa và lúc đầu giờ chiều, với nhiệt độ từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 32 đến 35 độ tại Nam Bộ. Nhưng nhìn chung thì thời tiết ở phần phía Nam có phần dễ chịu hơn, không nắng nóng và khô như các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Chiều tối và đêm, với ảnh hưởng của gió Tây Nam và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trời sẽ tiếp tục có mưa dông rải nhiệt. Trong cơn dông, người dân cũng cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trong thời điểm tan tầm. Xin được chuyển sang với các thông tin thời tiết trên biển. Trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trời tạnh giáo, phổ biến là không mưa, ngày nắng, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5. Trong khi đó, thì tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam ở cường độ trung bình, mưa dông tăng hơn dưới diện rải rác, nên khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm, kèm theo hiện tượng gió giật trong cơn dông. Như vậy là ngày hôm nay, người dân miền Bắc và miền Trung tiếp tục đối mặt với nắng nóng nhưng có khả năng một số nơi thì sẽ xuất hiện dông nhiệt vào chiều tối. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.